Bạn có nhu cầu mua hack Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming. Và Banana Fifa cuối cùng thì họ cũng đã gửi cho mình, đó là cái khẩu MP5 ở Việt Nam. Đấy, có lẽ là cái khẩu này ấy, thì mai ngày kia nó sẽ ra mắt thôi. Tôi nghĩ là nó sẽ ra mắt hôm nay cơ. Đấy, nhưng mà thực ra thì chưa. Mà bây giờ thì Banana mới gửi đó là khẩu MP5 Thiên Thần Bạch Kim. Và tất nhiên là mình sẽ có thể có đủ huy hiệu nâng nó lên level 7 ở server Việt Nam. Đấy, tươi. Đấy, tươi rồi, nâng lên level 7 thôi. Nâng lên level 7 thôi anh em. Thì không biết là cái này chắc nó cũng sẽ nằm trong vòng quay bay màu, vòng quay bay tiền thôi. Cũng chưa biết là Banana Free Fire sẽ cho nó ra mắt nó trong sự kiện nào. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có khẩu Thiên Thần Bạch Kim và mình sẽ nâng lên level 6 đến level 7. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ kiểm tra hai thứ. Thứ nhất là nội tại của nó hoạt động ra sao. Thứ hai là nó có bắn nhanh hơn so với cả lúc nó ở level 4 hay không. Thì chúng ta đã đo cái tốc độ bắn nó level 4, đó là được 12 viên đạn một giây. Đấy, sát thương trên dây thì nó là 310. Đấy, thì không biết là khi mình nâng lên level 6 ấy thì nó có cải thiện gì không. Đấy, không biết là này Banana Free Fire có lươn để tăng cái tốc độ bắn cho nó hay không. Thì cái này chúng ta cũng sẽ cần phải kiểm chứng. Đấy, vẻ ngoài mới này, đẹp chưa? Mọc thêm hai cái sừng nhưng mà chưa cánh. Level 6 thì mới có thêm cánh. Đúng rồi, level 6, level 5 mới có thêm cánh, level 6 thêm cánh thì phải. Đấy, đây là level 3 này, level 4 này. Đấy, level 4 thì chúng ta có hiệu ứng trúng đạn và hiệu ứng thuộc tính nó sẽ được nâng cấp, nó bỏ bớt đi một cái giảm độ thay đạn. Đấy, hiệu ứng trúng đạn. Cá nhân mình thì mình vẫn nghĩ đây là một khẩu MP5 rất mạnh ở trong Garena Free Fire. Còn nếu mà gọi là có mạnh nhất hay không ấy thì có lẽ chúng ta sẽ phải tính toán. Cách đây khoảng 2 tháng thì mình đã có làm top 10 MP5 mạnh nhất trong Garena Free Fire. Thì có lẽ chúng ta cũng sẽ đợi đến khi mà Garena Free Fire ra thêm vài khẩu MP5 nữa thì chúng ta sẽ làm một cái video tổng kết. Nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta vẫn đang chưa có một khẩu MP5 nào cộng 2 tốc bắn, 1 sát thương cả. Đấy, ngay cả khẩu nâng cấp cũng chỉ là 1 tốc bắn, 2 sát thương mà thôi, để bên Garena Free Fire vẫn giữ cho có một sự cân bằng nhất định. Đấy, chính là cái khẩu quỷ quyền nó cộng xuyên giáp ấy lại tươi. Đấy, khẩu quỷ quyền cộng xuyên giáp lại tươi. Đấy, đây là level 5 này. Level 5 chúng ta sẽ có cái hiệu ứng kill, nhưng mà mình đang thấy là cái hiệu ứng kill này có vẻ như là nó hơi bé. Nó hơi bé so với cả mấy cái khẩu kia thì phải. Thì nữa vào trong game chúng ta test xem như thế nào. Đây là Thiên Thần Bạch Kim level 6 này. Đấy, ở level 6 thì cái cánh nó chưa rõ ràng lắm, nhưng mà nó sẽ vẫn có ánh sáng nó chiếu lên thôi. Đấy, đẹp không anh em? Đẹp không? Và khẩu này sẽ phục hồi khắc FP khi gây ra sát thương. Thì không biết là phục hồi được bao nhiêu FP, nhưng mà theo một số thông tin mình được biết ở bên server nước ngoài ấy, nó hồi phục được 1 FP. Đấy, 1 FP trên mỗi phát bắn. Đấy, nói chung là cũng không được nhiều lắm, 1 FP trên mỗi viên đạn. Đấy, không được nhiều lắm đâu anh em ạ. Và nói chung là cái nội tại nó cũng hơi đuổi. Thật sự như vậy, và cái nội tại này nếu mà nó yếu như vậy thì có lẽ là nó cũng sẽ không hút khách cho lắm. Nhưng mà được cái là cái sự kiện này thì có cái hành động độc quyền siêu đẹp luôn. Đấy, hành động độc quyền phải gọi là hết nước chấm luôn anh em ạ, đẹp không? Đấy, hành động độc quyền đỉnh của chóp luôn, đỉnh của chóp của đính luôn. Hành động quá đẹp luôn. Ui, đẹp chưa? Đấy, đỉnh nha. Và đỉnh cho anh em. Ui rồi, ui, mọc ngay quả đối cánh. Đấy, đỉnh của chóp của đính luôn. Đỉnh luôn này anh em. Đấy, ui, mọc quả đối cánh thiên thần ạ. Được thật sự luôn, quá đẹp. Nói chung là không thể nào mà chê vào đâu được. Cái khẩu này cầm ấy thì mình để ý là nó sẽ có cái ánh sáng nó bị chiếu lên mặt của nhân vật. Đấy, anh em để ý không? Xui, gọi ra cái khẩu súng bắn hết nước chấm. Ok, bây giờ mình sẽ ghé qua huấn luyện nha. Ghé huấn luyện để làm gì? Thứ nhất là tiện một số công việc. Đầu tiên là đo về sát thương của khẩu này. Thứ hai đo về tốc độ bắn. Thứ ba là kiểm tra cái nội tại. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi gọi là cà khịa mấy thanh niên ở trên khu vực cha tán gẫu. Và đấy, xem có em gái nào bảo mình, chửi mình mốt skin hay không. Đấy, vào lâu thế nhỉ. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag Free Fire. Đấy, đây đang buổi sáng lag thế nhỉ. Và mạng hơi lag, đẹp không anh em? Đấy, cầm khẩu này trông khá nổi bật. Và khẩu này có thể coi là một trong khẩu ngoại hình rất đẹp. Ok, bắn thử lắp đạn vào 42 viên. Đấy, mình sẽ bắn và để xem là nó có nhanh hơn so với cả lúc nó ở level 4 không nhá. Đấy, bắn căng đét luôn, khoảng 300, trượt mất 2 viên. Đấy, như vậy thì cũng như lúc nó ở level 4 thôi. Cũng y hệt như lúc level 4 như vậy, là khi mà nâng lên level 5, level 6, level 7 ấy, thì tốc độ bắn không tăng thêm nha anh em nhá. Tốc độ bắn vẫn sẽ chỉ cố định ở mức là khoảng 12 viên đạn một giây. Đấy, khoảng 12,4 viên đạn một giây. Đấy, không nhanh như những khẩu 2 tốc bắn. Đấy, gần bằng những khẩu 2 tốc bắn thôi, nhưng chưa bằng những khẩu có 2 tốc bắn, nó sẽ bắn được 13 viên đạn một giây. đấy, hơn 13 viên, khoảng 13,04 viên đấy. Còn trong khi đó thì khẩu này nó sẽ chỉ bắn được 12,4 viên đạn một giây đấy, như tương tự như là mình đã test. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ có đó là level 3 thì để xem level 3 này nó bắn nó có nhanh hơn hay không. Đây, nâng cấp lên level 3 rồi. Level 3 thì tất nhiên nó sẽ bắn nhanh hơn level 1. Đấy, ui, sấy nhanh thế nhỉ. Vâng, trông vẻ nhanh đấy. Để xem nào, 400, vẫn là 425 thôi. Vẫn sẽ là 425 sát thương 1 giây. Vậy là chia ra thì cũng chỉ là 17 viên. Như vậy là nó y hệt như lúc nó ở level 4. Thì anh em có thể, nếu mà muốn mua khẩu này chỉ cần nâng cái level 4 nha anh em nhá. Đấy, chỉ cần nâng cái level 4 thôi, không cần nâng nhiều. Nào, để xem nội tại nào. Nội tại xem ra gì không. Rồi, ui, nội tại. Ui, bắn đây được hồi có mấy EP ạ. Ui, cậu này bắn trúng bao viên được hồi có 20 EP này anh em. Ui, ít thật sự ạ. Ai không ổn lắm nhờ. Như vậy này trao đổi sát thương nó cũng sẽ không được lợi cho lắm đâu. Đấy, này trao đổi sát thương sẽ không được lợi lắm đâu anh em ạ. Ui, được ít EP quá. Như vậy là cái khẩu này chắc chắn ở bên Banana Fifa sẽ cần tăng sức mạnh lên. Đấy, tôi nghĩ là bắn nó phải được khoảng 57 EP, 10 EP một phát bắn, hoặc là hạ gục đối phương thì nó phải được 50, 100 EP gì đấy chứ. Nếu mà ít EP này có vẻ không ổn, không ổn một chút nào. Nói chung là nếu mà kết hợp với nhân vật K thì nói chung là dùng cũng được. Đấy, nhưng về cơ bản thì nó không quá đáng chú ý, tức là nó không quá khủng. Đấy, nó không quá khủng, và nói chung là với cái nội tại như thế này thì đáng lẽ là bên Banana Fifa nên để một nội tại tốt hơn. Ví dụ như phá giáp, xuyên giáp hay là bắn đằng sau đối phương tăng thêm sát thương giống của MP10 mạng xài ok hơn. Ok, 1 phút dành cho quảng cáo thì anh em nào mà đang có nhu cầu mua tay nghe thì anh em có thể đến với Rikaki Store trên Shopee, Rikaki Store HN, Rikaki Store HCM. Thì ở đây khi mua một tay nghe bất kỳ anh em sẽ được tặng ngay một con mini figure, số lượng có hạn. Thì số lượng mini figure thì cũng đang gần hết rồi, thế nên là mình cũng quảng cáo nốt anh em ạ. Đấy, bây giờ chót ký hợp đồng với bên shop về quảng cáo thì phải quảng cáo không biết làm sao. Đấy, cái phần quảng cáo này để giúp cho mình có thêm kinh phí để duy trì kênh Rikaki Gaming mình. Anh em biết là đợt gần đây thì view vùng nó đi xuống rồi. Ok, vào khu vực tự do đi, gọi là cà khịa thanh niên nào. Đấy, đi cà khịa thanh niên nào. Ui xôi, cà khịa luôn. Đấy, có bạn ra đây khen mình không? Ui đẹp nhờ. Đấy, có đứa nó bị sốc kìa. Có đứa nó bị sốc kìa. Ui đẹp thật sự đấy. Đẹp, nói chung là đẹp. Đấy. Ui đôi cánh, ui cánh, ui đẹp quá. Quá đẹp. Đẹp chưa? Đẹp chưa các con rời? Đẹp chưa con rời? Ui đôi cánh này. Hết nước chấm anh em ạ. Đấy, cú sốc. Và gương mặt bị sốc. Đấy, ui đỉnh của chóp. Chọc cái đính luôn. À, nó ra đốt pháo hoa thôi. Chú Ri à. À, thằng này cũng có tỉnh đấy. Này nó cũng tỉnh và táo đấy các bạn, nó cũng biết mình là chú Ri đấy, và được nó đấy, được. Và cháu này khá. Đấy, cháu này cho cháu 10 điểm. Đấy, cho cháu 10 điểm. Đấy, cho cháu 10 điểm nha. Ok, quân đoàn set girl, những cô gái buồn. Vâng, nghe tên cười nhỉ. Vâng, những cô gái buồn. Đấy, buồn gì thì buồn, buồn gì thì cũng sẽ qua, chỉ có buồn nẻ không tha ngày nào. Đẹp chưa? Đẹp chưa anh em? Ui xùi. Cái bộ này nó có cái lúc mà nó rậm ra ấy, nó có cái hiệu ứng dưới chân đẹp thật đấy. Đấy, đẹp không anh em? Đấy, có khi cái hành động này một trong hành động đẹp nhất ấy. Hành động này có khi là một trong hành động đẹp nhất trong các súng nâng cấp ấy, quá đẹp luôn. Đấy, ui rồi. Ok, vào game. Mình như có một con vừa rồi nó vừa chat cái câu là chơi BD không? Vãi trưởng anh em ạ. À, đẹp chưa con rồi. Đẹp chưa? Ơ kìa. Vâng, ok. Đùa. Sao lại không khen mình một câu lại ngồi phát cơm chó nào. Và right, so đi biểu diễn hành động level 7 lại bị nó làm nền nữa, nó phát cơm chó anh em ạ. Và làm nền nữa nó phát cẩu lương. Ra bắn nhau đấy các bạn ơi, ngồi hôn nhau cái này làm cái gì? Ra bắn nhau ngay và luôn cho tôi. Đấy, mình lại làm nền nữa nó anh em ạ. Đấy, khổ thế đấy. Tưởng được có khen nó ra mình lại làm nền cho nó thì thôi, bó tay thật sự. Mà tôi không hiểu sao nhưng mỗi lần mà tôi test súng nâng cấp ấy, tôi toàn gặp mấy ông phát cẩu lương. Đấy, mấy cặp đôi vào tử chiến, bắn không bắn, vào hôn hít nhau, cay thật sự. Đấy, cay thật sự anh em ạ. Nó không khen mình một câu nào, súng mình đẹp đấy, nó không khen mình súng mình một câu nào. Nó chỉ hôn hít nhau, cay không anh em? Quá cay rồi, bắn thịt say luôn. Một pha đẩy qua đến vị trí Riaki, tình huống trích vào mông. Đấy, bắn phải gọi là tốt. Chết hết rồi à? Chưa kịp làm gì cả anh em, trời ơi. Trời ơi, cái quằn què gì đây? Trốn hết rồi, cay thế nhở. Nào, tích cực quay tay vận may sẽ tới thôi. Nào, ui giời, lag sao lại mạng méo kiểu gì, tôi không hiểu dạy sao mạng tôi nó cứ bị thế anh em ạ. Đấy, thi thoảng nó bị giật một cái, chắc là phải đập máy đến nơi rồi. Anh em có thể ủng hộ cho mình một cái PC mới bằng cách là mua tai nghe nhá. Đấy, vừa tai nghe dùng lại kinh phí đấy có thể để cho chủ shop trả tôi tiền quảng cáo. Đấy, để tôi có thể sắm bộ PC mới, chứ quả PC này của tôi là tàn rồi. Quả PC này của tôi nó cũ quá rồi anh em ạ. Tôi dùng 4 năm rồi, bây giờ nó bắt đầu chơi Free Fire nó cũng bắt đầu lag giật rồi. Giang hồ hiểm ác bằng mạng lag Free Fire cũng rồi. Và wow, anh em thấy không? Xả từ nay sát thương lên có một tí EP ạ. Và wow, chả hiểu sao lên ít EP thật sự. Sao ít thế nhỉ? Và wow, bắn người đối phương như này. Vâng, wow, dã như dã gạo còn chưa nổi 50 EP. Tôi tưởng là cái bình thường tôi nghĩ là bắn gẩu này phải lên tầm 100 EP. Đấy, kéo tầm, vuốt tầm, hết choạt. Và khẩu này thì nó cũng hết choạt như mấy khẩu MP5 khác thôi. Nhưng mà cái lượng EP được hồi thêm ở level 6 đáng ấy, tôi nghĩ là nó phải nhiều hơn. Đấy, tôi nghĩ là với một khẩu nâng cấp thì nó phải nhiều hơn. Thế này thì nó ít quá. Này nó hơi ít quá anh em ạ. Ít quá. Không ăn thua. Hơi buồn. Hơi buồn là một cuộc tình. Là hơi bị ít. Nó lại là hơi bị ít anh em ạ. Đấy, ok con dê. Pha đẩy lên đến vị trí Rikaki, streamer gà nhất Việt Nam. Đấy, nhưng mà tôi khẳng định với anh em nhiều thằng khác nó còn gà hơn tôi, thật sự thế luôn. Đấy, khẳng định với anh em nhiều thằng khác nó còn gà hơn tôi, một tỷ lần luôn. Đấy, đẩy lên. Đó, lên thôi. Để quẩy nóng trong nó, quẩy nóng nào. Quẩy nó nào. Ơ kìa, đi đâu con sâu. Ui, đạn sao vào đầu. Đấy, hồi trả được bao nhiêu? Anh em thấy không? Hồi trả được bao nhiêu? Trả được mấy EP. Đấy, đóng ví dụ chơi thủ chiến đóng 2 cái còn nấm vào thì nó gọi là mắc tầm. Đóng 2 nấm vào mắc tầm, còn bắn thường thì nói chung là tử chiến thì EP không quan trọng lắm. Đấy, bắn thường thì nấm cũng nhiều. Đấy, nói chung là tôi thấy EP nó hợp với con K thôi. Ok, thì đó là phần mà mình test khẩu level 7 của Thiên Thần Bạch Kim MP5. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Rikaki Gaming, đừng quên để lại bình, like, subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.